Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyên Som Bếp Nhà Tôi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách mình nấu món mì udon của Okinawa. Bây giờ mời các bạn cùng mình vào bếp làm nha. Mình cần phải có khoảng 300g thịt heo vừa mỡ vừa nạc. Các bạn cũng có thể sử dụng thịt heo ở phần mông hoặc là phần vai cũng được nhé. Mình sẽ luộc sơ để rửa sạch thịt heo nè. Bình thường thì cái nước đầu tiên nó sẽ rất là hôi và dơ, cho nên là mình chỉ cần luộc sơ khoảng 3-5 phút. Khi mà nó sôi bùng lên thì các bạn có thể tắt bếp liền nè. Rồi mình vớt thịt heo ra, rửa lại. Mình sẽ đổ cái nước này đi. Sau đó mình cũng sẽ rửa sạch lại cái nồi và chuẩn bị một nồi nước mới nha. Mình đã chuẩn bị 2 lít nước để luộc thịt heo, thì sau khi 30 phút luộc nó sẽ rút bớt nước còn khoảng hơn 1 lít rưỡi và sẽ đủ cho 4 phần ăn nha. Một nguyên liệu quan trọng và không thể thiếu để làm được món mì udon này đó là bonito. Đây là cái loại cá khô được bào rất là mỏng. Còn ở đây là cái bột nêm của làm từ bột cá này đó các bạn. Cho nên nếu mà các bạn không có cái cá khô bào mỏng này thì các bạn cũng có thể sử dụng loại bột nêm Hondashi này nha. Theo đúng cách thì những nhà hàng Nhật người ta sẽ chỉ sử dụng cá khô bào mỏng này luộc để lấy nước nguyên chất 100% từ cá. Người ta sẽ không sử dụng cái bột Hondashi bởi vì cái đó là cái dạng mà bột làm sẵn. Người ta đã nêm nếm đường, muối đầy đủ và có thêm bột ngọt nữa, cho nên là ăn nó sẽ không có tốt bằng cái cá làm nguyên chất này ha. Nhưng vì là nấu ở nhà cho nên đa số mọi người hay sử dụng cái bột Hondashi này để nấu cho nhanh gọn lẹ. Các bạn vẫn có thể sử dụng bột này nha, không bắt buộc đâu. Hôm nay mình sẽ chỉ sử dụng cá khô bào mỏng, luộc lấy nước nguyên chất. Ở đây mình có khoảng 3 cup nước nè, mình cho vô đây là 2 cup cá khô bào sợi. Cái loại cá khô này người ta cũng dùng ăn chung với lại bánh bạch tuộc takoyaki. Mình đã làm một video hướng dẫn cách làm bánh bạch tuộc này. Bạn nào hứng thú thì có thể vào kênh của mình để tìm hiểu thêm nhé. Sau khi cho cá khô bonito vào nồi thì các bạn nấu cho nó sôi lên lại. Khoảng 30 giây sau là tắt bếp liền. Cái này không nên nấu lâu quá nha các bạn. Nấu xong thì các bạn cứ để y như vậy cho nó nguội từ từ. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nước súp thịt heo nha. Cái nồi súp này thì nó đã sôi được khoảng 15 phút rồi. Mình đang vớt bọt nè. Các bạn chịu khó thỉnh thoảng nhớ vớt bớt bọt ra nhé. Chút nữa mình sẽ lọc lại thêm một lần nữa để có được cái nước súp thiệt là trong. Thịt heo này mình cắt miếng vừa phải cho nên các bạn chỉ cần luộc thêm khoảng 25 phút nữa là được rồi. Vậy là xong rồi, bây giờ mình chỉ cần vớt thịt heo ra và lọc lại cái nước súp thịt heo này thôi. Tiếp theo thì mình sẽ đổ cái nước luộc cá khô bonito vào chung với lại cái nước súp thịt heo này. Các bạn nhớ dùng một cái rây để lọc cho sạch nha. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Cái màu sắc của nó bây giờ đã đổi sang cái màu vàng rất là đẹp luôn. Đó là màu của cái cá nó ra đó các bạn. Mà cái mùi rất là thơm. Thơm mùi của cá nè và mùi nước thịt heo nữa. Các bạn lưu ý là cái nước súp này nó rất là thanh, không có vị mặn gì hết bởi vì mình chưa nêm nếm. Nếu mà các bạn dùng bột nêm Hondashi hồi nãy thì các bạn chỉ cần nêm vừa phải thôi tại vì cái vị của nó đã được nêm sẵn rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần đổ hỗn hợp nước súp này vào nồi, mình nấu lên và nêm nếm lại là xong. Mình vừa mới cho vào đây là khoảng 3 muỗng nước tương nè, còn đây là mirin. Mình cũng sẽ sử dụng khoảng 3 muỗng mirin này nha. Các bạn có thể tìm mua được những nguyên liệu này ở siêu thị Á Châu hoặc là siêu thị bán đồ Hàn Quốc hoặc là đồ Nhật Bản. Cũng với cái muỗng hồi nãy, mình sẽ cho vô đây là nửa muỗng muối nè, rồi thêm nửa muỗng đường. Các bạn cứ nêm nếm lại theo vừa cái khẩu vị của các bạn là được ha. Cái muỗng ở đây mình sử dụng là bằng cái kích cỡ của cái muỗng cà phê đó các bạn, không phải là cái muỗng nhỏ xíu đâu nha. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên và nấu sôi cái này lên khoảng 5-10 phút là dùng được rồi. Các bạn thấy có đơn giản và dễ dàng không nè? Mình đang cắt thịt heo mà hồi nãy đã luộc nè. Các bạn nhớ cắt dày dày một chút nha. Mình sẽ đem cái thịt này đi rim với lại nước tương. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà làm nước sốt để rim thịt heo nha. Mình cho vô đây là khoảng 2 muỗng nước tương, 1 muỗng đường nè. Coi như là theo tỷ lệ 1-2 đó các bạn. Sau đó là khoảng 1/3 cup nước.
các bạn nhớ khuấy cho nó tan đường nha. Ở đây cái phần nước sốt này mình sẽ dùng để làm đủ khoảng 8 miếng thịt mà hồi nãy mình cắt. Các bạn cần thêm sốt thì cứ việc làm thêm và cũng theo công thức của mình nha. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên và nấu cho nó tan đường. Khi mà nó sôi sôi lên chút xíu các bạn cho thịt vào ha. Mình nhớ để lửa nhỏ nha. Khi mà rim thịt này thì các bạn lưu ý là chịu khó đứng bên và lật thịt đều ha. Cứ khoảng 5 phút gì đó, 50 phút các bạn lật lại để cho cái hai mặt đều thấm đều nước sốt. Càng về lâu khi mà thịt nó đã bắt đầu thấm nhiều sốt hơn thì nó sẽ ra cái màu vàng nâu rất là đẹp. Và cái nước sốt nó kẹo lại giống như khi mà các bạn rim thịt hay là kho thịt vậy đó. Y chang theo cái kiểu của người Việt mình hay kho thịt kho cá đó các bạn. Mình nhắc lại một lần nữa nè, ở đây mình chỉ làm nước sốt đủ để rim khoảng 8 đến 10 miếng thịt mà hồi nãy mình cắt thôi. Nếu các bạn có nhiều thịt hơn thì nhớ làm thêm sốt nha. Cứ theo cái tỷ lệ công thức của mình để làm thêm sốt. Hoặc là các bạn vẫn có thể nêm thêm theo cái kiểu mà các bạn muốn nhé. Qua wow, bây giờ thì thịt đã sắp được rồi. Các bạn có thấy là cái màu của nó rất là vàng nâu và đẹp không? Còn cái đường thì nó đã khô và sệt lại, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cắt hành lá nè. Nếu được thì các bạn cắt càng mỏng thì khi mà trang trí nó sẽ rất là hấp dẫn và bắt mắt nha. Món này thì nhất định là không thể thiếu chả cá rồi. Các bạn nhớ mua dùng mình chả cá của Hàn Quốc hoặc là chả cá của Nhật nha. Tại vì cái chả cá của Việt Nam mình thì họ sẽ nêm nếm theo cái vị khác, nó không có hợp với món mì udon đâu. Khi nấu những món Nhật hoặc là Hàn thì các bạn nên tìm mua đúng nguyên liệu thì sẽ bảo đảm được hương vị nguyên chất của nó ha. Còn đây là mì udon thì các bạn mua loại đông lạnh hoặc không đông lạnh đều được nhé. Cái hiệu này ăn rất là ngon luôn. Bên trong nó có tới 5 gói lận, một gói là đủ cho một người ăn nha. Bây giờ mình sẽ đi luộc mì udon theo cách hướng dẫn trên bao bì nè. Đợi nước sôi thì các bạn thả mì vô nha. Bỏ mì vô thì đừng có khuấy liền. Đợi một lúc để cho mì bắt đầu nó tự động nó tách rời nhau thì mình sẽ dễ dàng đảo hơn và nó sẽ không bị bể nha. Mì udon này thì mình chỉ cần luộc khoảng từ 7 đến 8 phút là xong. Các bạn nhớ gắp sợi mì lên thấy mềm là được rồi ha. Vậy là xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ mì ra tô thôi. Wow, nhìn tô mì udon này thấy rất ngon và hấp dẫn luôn. Các bạn cứ theo công thức của mình làm thì chắc chắn sẽ không bị thất vọng đâu. Chúc các bạn sẽ thành công với món mì này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian để xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like và bấm share để chia sẻ video này với bạn bè. Các bạn bấm chuông đăng ký subscribe để xem tiếp những video mới của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!